Cuối năm 2010 vừa qua, Việt Nam National Dog Show 2010, cuộc thi chó đẹp quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng, nhằm tôn vinh giá trị của các chú chó, cái đẹp, tình yêu thương, gắn kết giữa người và quý khuyển. Đây là cuộc thi quy mô với sự góp mặt hầu hết anh tài đến từ mọi miền tổ quốc, cùng các giống chó nổi tiếng đình đám như chó bẹt rê, Alaska, Rose, Ngao, Bull, từng đoạt các thứ hạng cao tại nước ngoài. Mỗi con một vẻ, một kiểu cách, một bộ lông khác nhau, nhưng chúng đều mang trên mình sự yêu quý của chủ nhân. Chó nhờ vào bản năng trời sinh, rất thính tai, mũi ngửi, có thể theo đó mà tìm ra được dấu vết đã ngửi, cũng như mắt nhìn vào ban đêm, thấy rõ hơn con người và rất tỉnh ngủ, có trí thông minh và dễ huấn luyện. Nên con người đã sớm biết thuần chủng chó để bảo vệ và giúp đỡ cho mình. Chó lại là một giống vật có tình nghĩa nhất nếu so sánh với các con vật khác đã sống gần gũi với con người như trâu, bò, ngựa, heo. Đã có rất nhiều câu chuyện kể về các chú chó đã cứu chủ trong những cơn hiểm nghèo. Trong những trường hợp nguy hiểm, dù biết phải hy sinh tính mạng, chó không bao giờ bỏ chủ để thoát thân một mình. Khi xã hội phát triển, cùng với những tiến bộ vượt bậc về khoa học công nghệ, nhất là khoa học về di truyền và chọn, tạo giống, từ những loài thú
chim ban đầu, người ta đã tạo nên rất nhiều giống mới. Bên cạnh tác dụng giải trí, người ta còn phát hiện ra việc nuôi chim thú cảnh còn nhiều tác dụng khác. Khi nuôi một con vật cảnh sẽ làm giảm khả năng mắc ung thư máu đến 1/3 so với người bình thường. Những người thực hiện đề tài nghiên cứu tin rằng vật cảnh giúp bảo vệ chủ nhân chống lại bệnh ung thư là do chúng thúc đẩy hệ miễn dịch hoạt động. Những nghiên cứu trước khác cũng cho thấy những trẻ em được chơi với chó mèo cũng ít phải nghỉ học hơn vì ốm, bởi chúng kháng cự tốt hơn với các bệnh truyền nhiễm. Các chú chó tham dự Dog Show năm nay thường được chủ chăm sóc rất kỹ và được huấn luyện trước khi tham dự Dog Show. Dạ, xin chào anh ạ. Đến với cuộc thi hôm nay thì anh có thể chia sẻ một vài nét về chú chó của mình được không ạ? Đây là cái giống chó Rottweiler, một giống chó của Đức, được cảnh sát Đức sử dụng làm vệ sĩ rất nhiều. Đặc tính của nó rất là điềm tĩnh. Chú có thể chia sẻ cho khán giả được biết về một chút xíu về chú chó của mình được không ạ? Thì chó mình tên là Sony, giống Samoy. Vậy một ngày bình thường của chú chó của mình là như thế nào ạ? Một ngày bình thường thì coi như là mình nuôi là coi như là ăn 2 ngày, ăn coi như 2 cữ, một cữ sữa, với tập luyện, dẫn đi bộ. Và trước tiên thì chắc là chị phải chia sẻ thông tin về của chị cũng như là loại chó mà cảm thấy rất là nhỏ nhất thế giới phải không chị? Dạ, em là Phạm Thị Minh Hằng. Con chó này là chó Chihuahua và nó được 6 tháng tuổi. 6 tháng tuổi. Và cảm thấy như là loại chó này có vẻ như hơi nhát phải không? Tại vì thấy nó rung rung nè. Vậy thì không biết là mình phải chăm sóc kỹ lưỡng hay không chị? Dạ, thì mình phải chế độ ăn của nó là quan trọng nhất chị. Mình phải cho nó ăn sao mà vừa đủ đạm, nếu mà dư thì cũng không được, và thường không được. Và với lại mỗi tuần thì phải tắm cho nó 2 đến 3 lần cho nó lông nó rất được, không có bị nấm gì. Dạ. Và loại chó này rất là ít lông, vậy thì không biết là khi mình tắm mình phải tắm nước nóng hay nước lạnh vậy chị? Dạ, tắm nước nóng mà phải lau thật khô. Còn chế độ dinh dưỡng thì Kiju Hu này thường ăn lại gì vậy chị? Dạ, nó có thể ăn cái loại thức ăn khô của nó, hoặc là mình có thể cho nó ăn kèm thêm thịt và với lại những cái loại cháo nấu ra có rau cho nó tốt. Và không biết là tuổi thọ của Kiju Hu này thường thường là bao nhiêu tuổi vậy chị? Dạ, nó sống thì tùy con ạ, nó có thể là được 6-7 tuổi hoặc là cũng có thể ít hơn, tùy cái chế độ mình chăm sóc nó như thế nào. Ok, chào em. Xin chào anh, ngày hôm nay khi mà anh tham gia cuộc thi giống chó quốc tế thì anh đã đem đến cuộc thi này giống chó gì ạ? Cái này là English Bulldog. Như vậy thì anh nuôi chú chó này bao lâu rồi ạ? Anh nuôi được 10 tháng. Anh có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm trong việc mà huấn luyện cũng như là việc nuôi bằng thức ăn như thế nào để chú chó của mình có thể có một... Gia đình tôi thích nuôi cái giống chó này, là cái này gọi là Bernese Mountain Dog, mà dân Việt Nam mình, người Việt Nam mình gọi là chó tam sắc. Ba màu á. Tam sắc, đen, trắng, đỏ, dứt khoát, thâm lem. Thế chó này là của Thụy Sĩ, nguồn gốc là Thụy Sĩ xứ tuyết. Cho nên nuôi đây rất hơi vất vả chút, vì cái nhiệt độ của mình là đối với nó là tạm gọi là khủng khiếp. Nhưng mà chúng tôi nuôi cũng tốt, nó được 11 tháng hơn. Xin chào anh ạ. Ngày hôm nay thì anh đem đến cuộc thi này chú chó như thế nào ạ? Dạ, em đem đến cuộc thi này là chú chó thần khuyển Tây Tạng, hay gọi là ngao Tây Tạng. Vâng, tiếng Anh nó là Tibetan Mastiff. Vâng. Như vậy thì với cái điều kiện thời tiết cũng như là khí hậu Việt Nam như vậy thì điều kiện mà nuôi chú chó này có khó không ạ? Cũng khó anh ạ, bởi vì nó là dòng lông dài nên là nó chỉ thích hợp với cả khí lạnh.
Nên đi vào đây là cũng là cả một vấn đề anh ạ. Như vậy anh có thể chia sẻ một chút cái quá trình mà anh đã huấn luyện cũng như là chăm sóc chú chó này như thế nào? Bọn em thì cái niềm đam mê thì nó thúc đẩy cái sự cách mình dạy và nuôi dưỡng nó thôi anh ạ. Từ học tập của những cái anh đi trước và đến cái rút kinh nghiệm bản thân mình ra về với cái dòng chó lông dài ạ.